tặng bạn 100.000 USD, cho bạn vào nơi hoang dã cùng người lạ khác giới để sống sót trong 21 ngày, và không thể mặc quần áo. Nếu là bạn, bạn có thể trụ được bao nhiêu ngày? Nhân vật nữ tập này là Daisy, 50 tuổi, đã đến tham gia lần thứ 3. Lần trước tới đây cô đi cùng một anh chàng đẹp trai đến từ Trung Quốc, nhưng anh ấy đã nghỉ hưu giữa chừng vì đói. Lần này cô thề sẽ cố gắng hết sức để cầm cự đến giây cuối cùng, để tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống hoang dã. Nam nhân vật chính Bevis, trước khi khởi hành, anh thậm chí còn cắt bỏ bộ râu đã có suốt 29 năm, lập tức biến thành một chàng trai đầy nghị lực. Đến thử thách này, Bevis đã luyện kỹ năng sinh tồn trong một tháng tại nhà. Hai người vô thức mỉm cười khi gặp nhau lần đầu. Sau đó lấy bản đồ ra và tìm kiếm nơi tốt nhất để dựng trại. Không lâu sau khi họ khởi hành, họ nghe thấy một tiếng kêu lạ. Nó khiến hai người họ sợ hãi đến mức đồng tử của họ giãn ra, nên chỉ có thể tăng tốc và tiếp tục tiến về phía trước. Sau khi đi bộ 2 giờ, cuối cùng cũng nhìn thấy một con sông. Họ quyết định xây dựng một nơi trú ẩn 5 sao gần đó. Nhưng có những tình huống không lường trước được. Trời đột nhiên bắt đầu đổ mưa mà không có bất kỳ tín hiệu nào. Cuối cùng, nơi trú mưa phải được dựng lên. Khi khát chỉ cần uống nước mưa tự nhiên. Giây tiếp theo sấm sét bắt đầu. Hai người sợ hãi đến mức nhanh chóng trốn vào căn biệt thự mới xây. Bevis nghĩ ra một trò chơi và hỏi Daisy có muốn chơi không, nhưng Daisy nói hôm nay cô mệt quá nên trực tiếp đi ngủ. Trời rạng sáng ngày hôm sau, họ nhận ra có điều gì đó không ổn. Mưa lớn đêm qua khiến mực nước dâng cao, con cá sấu dài 5 mét bơi ngay trước mặt, nhưng không những hai người không sợ hãi, thậm chí họ còn có chút hưng phấn. Bevis nói tốt nhất là đừng gây sự với anh trước, nếu không thì sẽ có món nướng cá sấu ngay. Màn đêm buông xuống, nơi trú ẩn đầy côn trùng nhỏ bay. Điều đó khiến cả hai không thể ngủ được. Đến ngày thứ 3, toàn thân Daisy đầy vết mũi đốt, không có được một bữa ăn tử tế, máu gần như cạn kiệt. Lúc này Bevis đang chế tạo công cụ săn bắn, anh ấy sẽ tấn công con cá sấu. Một nam và một nữ đã phải sống sót trong tự nhiên suốt 21 ngày. Sau 3 ngày đói khát, họ thực sự nảy ra ý tưởng về cá sấu. Bevis ngồi xổm trong nước hồi lâu, cũng không thấy dấu hiệu nào của con cá sấu cả. Đột nhiên có một con cá bơi đến trước mặt Bevis, anh vừa nhìn thấy liền lập tức hạ gục nó. Trở lại trại, Bevis khoe thành tích với Daisy. Giây tiếp theo cá lau kiến bị nướng trên lửa. Sau 3 ngày, cuối cùng họ cũng có bữa ăn đầu tiên đầy protein. Bevis nói rằng con cá này là con cá khó ăn nhất mà anh từng ăn, bộ da của nó rất dày. Nhưng Daisy ở bên kia lại ăn rất vui vẻ. Ngay cả trứng cá cũng không tha, thấy mọi việc đang phát triển theo chiều hướng tốt. Nhưng vào ngày thứ 6, trời lại bắt đầu mưa vô lý. Cả hai chỉ có thể trốn mãi trong nơi trú ẩn, không bổ sung chất đạm, và cả hai đã dựa vào kỹ năng nhịn đói của mình để sống sót cho đến ngày thứ 9. Bevis quá đói đã sớm ra hồ tìm thức ăn, và Daisy trông khá ổn. Cô ấy nói có thể cầm cự thêm vài ngày nữa, để ngủ thoải mái hơn vào ban đêm. Daisy tự tay dệt một tấm nệm lớn. Lúc này Bevis phát hiện một con rắn nước dài 2 mét, không có hành động không cần thiết. Bevis chỉ đơn giản giúp nó ngủ luôn. Con rắn này khá to và dài, cắn ăn một miếng rất ngon, và các tế bào được tiếp thêm năng lượng. Được một ngày bổ sung dinh dưỡng, thời gian đã đến ngày thứ 12. Hai người bị đánh thức sớm bởi tiếng hú của cá sấu. Hóa ra bây giờ đang là mùa sinh sản của cá sấu. Cá sấu dùng tiếng gầm để thu hút bạn tình. Đồng thời, chúng cũng đang biểu tình chống lại kẻ xâm lược. Bevis cho biết tiếng hú vào sáng sớm thực sự rất khó chịu. Anh ấy sẽ dự định làm một điều gì đó, chỉ cần bắt cá sấu và ăn nó làm bữa sáng. Hai người khỏa thân đang nhìn chằm chằm vào những con cá sấu dưới nước. Họ dự định bắt con cá sấu. Đột nhiên Daisy không biết làm gì. Cô ấy bước xuống nước mà không báo trước. Bevis không nói nên lời. Anh nói Daisy có hiểu lầm gì về cá sấu không? Cô ấy không bắt được con cá hay con tôm nhỏ nào. Anh bảo Daisy nhanh chóng quay lại. Kế hoạch bắt cá sấu bị phá sản. Bevis trở về trại vẫn cảm thấy chán nản. Daisy đã nhận ra sai lầm của mình, đã nói lần sau sẽ không liều lĩnh như vậy nữa. Vào ngày thứ 15, hai người đã đói đến mức không còn sức nữa, không có cách nào để tiếp tục như thế này. Bevis đành sử dụng tuyệt chiêu tay mấy chục năm, có một con cá lau kiến khác trên sông mà anh ấy không thích, nướng nó cho đến khi giòn bên ngoài và mềm bên trong. Lần này Bevis lại phát hiện món ăn này cực kỳ ngon, nó thậm chí có vị như thịt gà, có thể đã bổ sung quá nhiều chất đạm, nên Daisy đã nôn nhiều lần trong đêm đó. Cô nghĩ mình sẽ khỏe hơn sau khi nghỉ ngơi. Nhưng khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, cô ấy vẫn cảm thấy buồn nôn, thấy tình hình rất tệ. Họ nhanh chóng gọi nhân viên y tế, bác sĩ bảo cần đến bệnh viện để khám kỹ hơn. Daisy không còn có thể tham gia vào các thử thách tiếp theo. Sau lời chia tay đơn giản, Bevis là người duy nhất còn lại ở hiện trường. Còn 5 ngày, liệu anh ấy có thể hoàn thành thử thách một mình không? Để có thức ăn, Bevis lại tung ra kế hoạch bắt cá sấu. Để làm điều này, anh ấy đã tạo ra một công cụ. Đầu tiên, anh trốn trên bờ và quan sát chuyển động của đàn cá sấu. Trong khi chúng không chú ý, anh ấy nhanh chóng bịt miệng bằng một sợi dây thòng lọng. Thanh niên này quả thực không có võ công, thực tế là đánh lén. Trở lại trại, Bevis dự định làm thịt cá sấu hun khói. Anh còn đặc biệt chế tạo một chiếc bếp nướng sang trọng. Chẳng bao lâu cá sấu hun khói thơm đã được ra lò. Mỗi miếng cắn đều thách thức giới hạn vị giác. Với hàng số lượng protein này, Bevis nỗ lực kiên trì đến ngày cuối cùng, mang hành lý đến vùng đất hoang vắng. Phi hành đoàn đã lái chiếc Tesla đến chỗ anh. Do phanh bị hỏng, tài xế suýt lật xe.
Cuối cùng, Bevis đã lấy thành công $100,000 và tận hưởng một cuộc sống mới.